cứ muốn thể hiện yêu chồng như thế nào bạn cứ thể hiện, thì những người vợ hãy lấy những cái cảm xúc của mình là tự đi lấy. Ví dụ như hai người ngủ chung đi, các bạn có thể là tự mình nha, tự người vợ có thể là ôm hôn chồng, hoặc là nựng, hoặc là massage, hoặc là các bạn có thể là hôn tay hôn chân. Các bạn nằm trên giường á, bạn cứ cứ muốn thể hiện yêu chồng như thế nào bạn cứ thể hiện, ôm hôn, mình cứ nói những cái lời ngon ngọt, mình cứ vuốt tóc, mình cứ làm những cái điều mình muốn, thì bạn hãy làm những điều đó cho mình. Và đừng có nghĩ rằng là chồng mình không có thích. Nếu mà chồng mình không có chủ động nói chồng không thích, chồng mình rất thích cái điều đó, đôi lúc anh ta không muốn phải quan hệ với mình, nhưng mà ôm ấp ok, có nghĩa là em ôm anh ok, em vuốt anh ok, em hôn lên người anh, em hôn lên trán anh, hôn lên tai, em muốn làm gì em cứ làm, em cứ thoải mái, nhưng mà đừng có bắt anh tối nào cũng phải quan hệ. Có nghĩa là hai bạn phải nói chuyện với người chồng của mình nhiều hơn một chút.